Kha Kha, hôm nay lại đem tới cho anh một siêu phẩm laptop gì đây? Đây là dòng laptop gaming mà em nghĩ rằng là thật sự là rất nhiều bạn sinh viên hoặc là học sinh đang cực kỳ là cần, tại vì nó có một mức giá đúng là kiểu dành cho học sinh sinh viên luôn. Rồi. Đấy. Và anh nghe nói thôi nhá. Đây là dòng Dell đúng không? Thì Dell nó có một cái dòng gaming rất nổi tiếng, đấy là Alienware. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều người thì lại thích cái cấu hình của Không cần Alienware. phải tì tay, Không cần phải tí tay đúng không? mở bằng ngón Nặng bằng ngón tay. tay à? Đây, thế nên nói tiếp nhá. Vâng. Nhiều người thì thích cái cấu hình của Alienware, thích cái thiết kế, nhưng mà nói thật là phải dành ra quá nhiều tiền để mua cái thiết kế đấy. Thế thì cái máy này liệu có cấu hình bằng Alienware hay không? Tất nhiên là bằng rồi anh, mà bằng một Bằng. cái con mình đã từng làm trước đây rồi. Đây em nói con đấy là con nào? Đó là Alienware M15R7. Con đấy anh nhớ không lầm nó tầm khoảng 33 34 triệu đấy. Đúng rồi, không, vào cái thời điểm mình làm là 36, bây giờ thì nó còn khoảng là 34 triệu. Thế thì con này là bao nhiêu tiền nè? Thì cái con này là nó đang bằng cấu hình với lại con đó. Tuy nhiên thì giá của nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng hơn chục triệu. Nghĩa là tầm khoảng 22 triệu mấy thôi. Chính xác. Trời ơi đấy, cấu hình y hệt Alienware. Chúng ta muốn có những trải nghiệm mà về cái cấu hình nhá, trải nghiệm về cấu hình thôi chứ không nói trải nghiệm thiết kế, giống Alienware nhưng tiết kiệm được cả chục triệu. Chục triệu là sinh viên làm rất nhiều Trời, thứ thôi. bét tài là nhà có thể là sinh sống ở được 2 đến 3 tháng ấy. Đấy là tiền chi phí ăn uống luôn. Rồi, thế thì con này có những cái đặc điểm gì nào? Kha nói cho các bạn biết Đầu tiên là nói chung đi. là đây nó cũng sẽ thừa hưởng một phần nào đó cái form thiết kế lên que với cái phần gù ở phía sau này. Rồi, và tất nhiên Đấy. sẽ cắm được rất là nhiều các cổng kết nối Có phía cái sau cổng kết này. nối phía sau. Thiết kế mức độ hoàn thiện thì nói chung Dell thì từ trước đến giờ là luôn luôn là nổi tiếng về cái vấn đề gọi là có cái sự chỉnh chu trong cái việc là thiết kế. Con này không ai tức là Alienware thì nó gọi là nó thiết kế nó cực đẹp thì không nói rồi, nhưng mà con này cũng không phải là một thiết kế xấu, nó là một cái thiết kế Đúng. rất là hài hòa cân bằng, Thực dụng, nó chính thực xác là dụng thực dụng đấy, đúng không? nó không phải là kiểu sâu ra hầm hố quá nhiều, nó hơi hướng nó cân bằng, nó trung tính đó, nhưng mà nó vẫn toát lên một cái vẻ rất là cứng cáp của một cái chiếc laptop gaming như thế này. Anh thấy là laptop gaming ấy, thì cái đánh đổi của chúng ta là gì? Đấy là cái khối lượng của nó sẽ tương đối là nặng. Đấy, tầm khoảng 2,6 kg, 2,7 kg. Nghĩ ra là so với cái thời ngày xưa anh dùng là nó cũng đã nhẹ hơn rất là nhiều rồi. Nhẹ hơn cả ký. Nhẹ hơn cả ký rồi, ngày xưa là toàn 3 cân mấy thôi. Vâng. Đấy, các cái cổng kết nối thì rất là đầy đủ luôn, USB này, rồi là cổng HDMI này, rồi là cổng sạc chính của nó đây. Vâng. Và một cái cổng sạc Type-C nữa, chúng ta cũng có thể sử dụng làm Cắm sạc đúng rồi, cái cắm sạc ở hoặc đây là được. cắm vào ổ cứng em đấy. Ổ cứng của em thì em cứ cắm trực tiếp vào cái cổng Type-C Có này. cổng Type-C được hết. Tản nhiệt ở đây. Và có đấy. một điểm em thấy nha, sau khi mà trải nghiệm giữa laptop Windows cũng như là MacBook thì cái việc mà kết nối với những thiết bị ngoại vi, kể cả như là hub hoặc là ổ cứng ấy, thì laptop Windows nó hoàn toàn nó không làm cho những cái thiết bị như hub, ổ cứng nó nóng lên. Mà MacBook thì nó nóng khủng khiếp luôn. Đặc biệt cái là MacBook mà khi mà cắm mấy cái cắm hub vào, ví dụ như chúng ta sử dụng cái những cái thiết bị chuột hoặc là bàn phím không dây có cái cục receiver vào ấy, thì khi mà cái hub nó nóng lên ấy, nó sẽ gây chập chờn, nó gây giật lag đấy. Đấy thì đối với lại cái con laptop Windows này ấy, thứ nhất là nó không làm đóng những cái thiết bị kết nối vào. Cái thứ hai ấy, là nó cũng đã có sẵn các cái cổng kết nối rồi, trực tiếp vào luôn. Nên là nó gần như là nó sẽ tiện nhất. Nhưng mà con này thì anh thấy là có một cái nhược điểm như này. Đấy là cái vỏ của nó là để lại hơi nhiều mồ hôi và dấu vân tay đấy, em thấy không? Vâng, đúng rồi. Nên là nó sẽ hơi bẩn. Nếu mà muốn máy này nó sạch sẽ thì các bạn có thể là mua cái loại khăn microfiber ấy, tức là cái loại kiểu sợi siêu nhỏ thì lau qua một tí là nó sẽ sạch thôi. Còn cái cổng này thì Cổng này là cổng mạng LAN đấy. cổng mạng LAN chứ Laptop không phải là gaming cái cổng mà. giấu chuột đúng không? Đúng rồi, cái cổng này thì nó sẽ là kiểu kết nối trực tiếp với dây mạng LAN thì nó sẽ ổn định 100%. Cái màn hình này thì Kha thấy nào? Màn hình của con này thì nói chung ấy là để mà có mức giá như thế này, nó sẽ có hai option, một là Full HD hoặc là 2K, nhưng mà 2K thì mức giá nó hơi cao nên là bên Trung Trần không có nhập về. Đấy, và nó cũng nói chung là đấy, nó không có tiếp cận, nó không có dễ tiếp cận với những bạn học sinh sinh viên. Và cái màn hình tổng thể của con này ấy, thì em thấy là với độ sáng theo như thông số là 300 nits nha, nhưng mà nó cực kỳ sáng đấy, nó không phải là một cái độ sáng thấp đâu. Màu thì cực kỳ chuẩn rồi, với những cái tấm nền của Dell thì em thấy là nó rất là chất lượng. Tần số quét cũng lên được là 165Hz, 165 Hz 2PS, Full HD. và có cả lớp phủ chống chói. Như vậy là cái điểm gọi là cái điểm đáng chê ở trên cái giỏ này về cái màn hình có lẽ là cái độ phân giải thôi, đấy là Full HD Thực đúng ra không? thì vâng, ngày xưa thì nói chung là cũng một năm trở lại đây thôi là mới bắt đầu là xuất hiện rất nhiều cái option màn hình gọi là 2K ở cái phân khúc giá dễ tiếp cận. Chứ ngày trước là 2K nó toàn là gần như là thuộc ở cái phân khúc cao cấp đắt tiền cả.
Đấy thì chúng ta bảo là điểm trừ nhưng mà thực ra không phải, tại vì mức giá cuốn này như thế này là không thể nào đòi hỏi hơn được rồi. Đấy cho nên là có thể là chăm trước được chứ không phải là điểm trừ. Nếu như mà chơi game thì với độ phân giải Full HD là chơi game hoàn toàn là ngon lành rồi. Tiếp tục nữa nào, anh em mình sẽ nhìn xuống cái phần phía dưới này thì đầu tiên sẽ là bàn phím full size. Bàn phím có full đèn size, nền các thứ. Tuy nhiên là anh thấy là cái phần touchpad này này nó hơi bé. Đúng rồi, em có thấy không? Kể cả cái dòng Alienware anh thấy đấy, nó bé tí luôn mà. Bé tí luôn. Trong nó cũng không có được cân đối như là cái con thiết kế con này nữa cơ. Tức là vẻ ngoài của Alienware thì nó xuất sắc, nhưng mà bên trong chả hiểu sao anh tối ưu cái kiểu gì mà bàn phím rồi tết bát cái thứ này kia. Trong nó không có ăn nhập lắm. Đúng rồi, đấy. Sao không ăn nhập lắm. Con đeo này nó đỡ hơn nhiều, nó vừa là bàn phím full size. Alienware không có bàn phím full size nhé. Cái con M15R7 là không có bàn phím full size. Đó, còn có thêm là cái phím để mà có thể là bật luôn cả cái máy tính ở đây. Rất làm là tiện. Kế toán cái thứ này kia là rất tiện. Đúng rồi. Riêng cái phần có bàn phím full size hay là cái phần bàn phím bên này là rõ ràng rất là tiện rồi. Đấy. Nhưng mà thực ra là đeo họ hoàn toàn có thể làm to hơn cái phần touchpad này nhưng họ không làm chứ. Không đấy, làm bây giờ đúng không? Đấy. Chứ đâu phải là không làm được. Đấy, rồi. Thực ra thì nó cũng một phần là liên quan về cái form thiết kế của Alienware, thường là phần dưới này nó sẽ hơi dày này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tỷ lệ của này nó chỉ là 16:9. Đấy, 16:10 những cái thế hệ sau này thì nó sẽ có thể là nó kéo dài ra thêm một tí nữa và từ đó thì touchpad nó cũng được nới rộng ra. Thì đang là đời mới 2023. Con này thì nó vẫn sẽ nằm ở cái năm là 2022, chạy chip là i7 thế hệ 12. Sẵn đây nói về cấu hình luôn. Nói về cấu hình luôn, i7 thế hệ 12 là khá mạnh rồi. Khá mạnh, nó phải gọi là quá mạnh ấy. Ừ. Tầm này ngày trước thì cứ nghĩ là tầm có i5 12 là ngon rồi. Nhưng bây mà giờ đây là i7 12. i7 12 dòng chip H. Và cái card trời đi kèm của nó là 3060, RTX 3060 chứ không phải là 3050 như là năm ngoái nữa. Như vậy đấy, dựng video thoải mái rồi. Dựng video best thì là nhẹ, em đã sử dụng với Photoshop với lại Premiere thì nó hoàn toàn rất là mượt mà. Và chơi tựa game GTA 5 với mức setting cao, FPS nó rơi vào tầm khoảng là 100 đến 120, hoàn toàn rất ổn định, ngon lành. RAM 16GB, SSD 512 là đủ tốt rồi. Đúng rồi, vì cái tập tiền này không thể đòi hỏi hơn được. 1T được, đúng không? Không thể đòi hỏi 1T được, đúng không? Muốn nâng lên thì bỏ thêm tầm khoảng, nếu mà 1T, mua thêm một cứng 1T mà loại xịn SSD thì nó rơi vào 1 triệu nữa. Thì lúc đấy, đây là kiểu có 1T rưỡi luôn đấy, cộng với 512GB nữa thì phải gọi là best tè là nhì. Và anh nhìn thấy ở dưới này nó có một cái icon nữa này, là icon của Alienware. Chính xác. Đấy. Thế thì cái icon này nó sẽ là cái gì? Cái này thì nó sẽ là một cái gọi là phần mềm quản lý hiệu suất của cái dòng Alienware cũng như là cái Dell G15 này. Nói chung là laptop gaming của Dell thì nó sẽ có cái phần mềm này. Thì các bạn chỉ cần lên trang chủ của Alienware mà tải về thôi, rất là đơn giản. Đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý hiệu suất tốt hơn. Khi mà các bạn muốn chơi game hoặc là muốn bung max hiệu suất ấy thì chỉ cần mở cái phần mềm này lên và ấn cái nút F9 ở đây, ở có phím ký hiệu G ở đây là lập tức là hiệu suất nó sẽ được đẩy lên ở mức cao nhất. Mà lưu ý là phải cắm sạc nha. Nó cũng giống như kiểu là gaming phone anh mình hay chơi ấy nhỉ. Vâng, cũng đấy, kiểu như thế. Về loa của con này thì anh thấy là cái loa của con này nếu mà chúng ta chơi game là nghe được này, chúng ta xem thời sự, xem bóng đá các thứ là ok này, nhưng mỗi tội là nghe nhạc thì nó hơi thiếu bát một tí. Đúng rồi, không? Nói chung là đây là cái đặc điểm chung. Thực ra thì cái loa này khi em trải nghiệm thấy là chỉ có khi nghe nhạc thì chúng ta mới thấy rõ được cái sự thiếu sót về phần bát thôi. Chứ còn tổng thể mà làm với nghe những cái tác vụ khác, đặc biệt là chơi game mà những tựa game bắn súng ấy, tiếng súng nó rất là chói. Đấy, thì với cái việc mà loa con này nghe là cực kỳ dịu tai luôn. Không nghe là không bị chói. Đấy, đúng rồi, không bị khó chịu. Còn pin thì chắc là tầm khoảng 3 tiếng. Nói chung là 2 đến 3 tiếng thì không chắc. Tại vì cái dòng RTX này thì nó cũng sẽ là kiểu hơi ăn điện. Đấy, nên là đôi khi là và bắt buộc là phải cắm sạc 100%. Mình chưa bao giờ mình dùng cái chiếc laptop gaming này mà mình không cắm sạc cả. Tại vì mình cái mình cần ở đây là hiệu suất. Và mình rút sạc ra là nó sẽ bị mất hiệu suất. Đúng rồi. Đúng không? Nó sẽ mất cái hiệu suất cao nhất. Đấy, vậy đấy cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Nói chung ý là cái mẫu laptop của Dell thì phải nói là quá tin tưởng rồi. Nó chỉnh chu. Nó chỉnh chu rồi. Và cũng chia sẻ cho bạn thêm một cái điểm nữa, đấy là cái chi phí để mà thay thế linh kiện nếu như hỏng hóc thì nó sẽ rất là rẻ. Đây nói luôn đây, Kha vừa bị hỏng bàn phím của MacBook, thay hết bao tiền em? Thay hết 3 triệu, hơn 3 triệu ạ. Đấy, mình đây, hỏng màn hình của MacBook này, mình chưa dám hỏi xem là giá màn hình bao nhiêu, bây giờ chỉ có thay cáp thôi. Mà cáp còn không thay được, cứ sửa đi sửa lại mãi, sửa lần thứ 3 rồi. Đấy, các bạn thấy khổ không? Mà trong khi bàn phím của Alienware LED Berkey các bạn chỉ tầm khoảng 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Trong khi MacBook nó chỉ có mỗi cái LED trắng.
đấy đấy là cái thôi, đại gia mà, mình là đại gia, mình sử dụng nên là MacBook thì mình đừng có than vãn em ạ. Với lại MacBook thì nó đi theo kiểu là nó liền một cục, nên là có khi là hỏng cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng dẫn đến là cái khác cũng bị hỏng luôn. Còn Windows thì nó kiểu module cho nên lên tiện thay thế lắp ráp nó cảm giác rất là dễ. Chứ còn nếu bạn nào bảo là MacBook nó của Mỹ lên thay rất tiền thì đeo cũng là của Mỹ mà. Của Mỹ mà, đúng rồi, chính xác. Chính Alienware dòng cao cấp kia mà linh kiện đồ rẻ. Đeo là của Mỹ nha anh em nhé. Siêu bền, đeo bền như nào anh em đã biết rồi. Và các bạn có thể tham khảo qua rất nhiều những mẫu laptop khác tại trungtrần.vn. Không chỉ gì cái laptop đeo này đâu, mà bất kỳ những mẫu laptop nào mà có giá tốt, cấu hình cao, phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm và giá cả tất nhiên rất phải chăng rồi, thì hãy đến Laptop Trung Trần qua đường link ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất nhiều. Bye bye.